Buổi sáng hôm nay chúng ta vui mừng được thức dậy sớm, được đến nhà thờ, được thấy rằng mình vẫn có thể dậy sớm để đến nhà thờ và vẫn có thể thức trong giờ nghe giảng. Đó là điều mà chúng ta muốn bắt đầu. Chúng ta được đối diện với một phần kinh thánh hết sức là đặc biệt, giúp cho chúng ta có thể gặp gỡ và được thay đổi trong tiến trình theo Chúa. Chúng ta thấy trong outline nói về một con đường phục sinh cho tấm lòng. Con đường này thì chúng ta nghe trong cái câu chuyện mà rất là quen thuộc ở đây. Chúng ta đọc phần kinh thánh này thì chúng ta rất là ấm cúng trong tấm lòng, vì chúng ta có thể nhận biết được cái chỗ đứng của mình song song với lại hai môn đồ đi về làng Emmaus. Có rất nhiều bài học cho chúng ta trong câu chuyện này. Và cái chính yếu mà chúng ta muốn thấy đó là Chúa đã được sống lại. Và trong cái tiến trình sống lại mà Chúa gặp gỡ các môn đồ của Chúa và đem lại sự thay đổi trong đời sống của họ. Và ở đây thì chúng ta thấy cái phương cách mà Chúa đem sự sống đến với những người theo Chúa. Chúng ta cần gặp Chúa không phải trên cái kinh nghiệm mà một cảm xúc, nhưng đến với lời của Chúa, vì đây là lời hằng sống và lời này đem sự sống sống lại trong chúng ta để chúng ta gặp gỡ Chúa trong sự mừng vui và quyền năng của sự thay đổi của lời Chúa. Chúng ta sẽ thấy tấm lòng đang chết của chúng ta như chúng ta thấy tấm lòng đang chết của hai môn đồ này, và thấy được cái nhu cầu mà chúng ta cần được biến đổi, cũng như Chúa đã bày tỏ cái sự cần thay đổi của họ. Rồi chúng ta thấy cái quyền năng của sự biến đổi đụng tới hai môn đồ này, và Chúa đụng tới hai môn đồ này một cách hết sức là đặc biệt và một cách rất là thực, rất là trực tiếp. Phương tiện Chúa dùng rất là rõ ràng, rất là lời Chúa. Cho nên tấm lòng mừng cháy gặp gỡ lễ thật phục sinh. Tấm lòng mừng cháy này gặp gỡ Chúa không phải chỉ trong cái kinh nghiệm gặp Chúa, nhưng gặp Chúa trong cái sự thay đổi của lời Chúa, lẽ thật của lời Chúa đụng tới. Và bằng chứng của sự biến đổi đó được bày tỏ cách rất rõ ràng. Họ thay đổi hướng đi, họ xoay trở lại, và đời sống của họ có một mục đích rất rõ ràng, rao truyền sự sống lại của Chúa Giê-xu. Chúng ta muốn đi con đường chung với họ, đi con đường mà Chúa chỉ ra để chính tấm lòng của chúng ta cũng được sống lại, được phục sinh, được gặp gỡ Chúa và được thay đổi. Là Chúa cho chúng con đi con đường chung với các môn đồ này để gặp Chúa và được đụng tới quyền năng của lời Chúa, để chúng con được thay đổi vì Chúa và sống cho Chúa, cho sự vinh hiển đời đời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Nếu mà chúng ta muốn tóm tắt một điều trước hết để thẩm định trong đời sống của mình và trong bài học hôm nay, thì chúng ta có thể nói rằng sự thay đổi của sự phục sinh hay là cái sự sống của sự phục sinh là ở dưới quyền năng của lời Chúa. Chúng ta đụng tới quyền năng của lời Chúa, chúng ta đụng tới lẽ thật của Chúa Giê-xu trong lẽ thật phục sinh này. Và chúng ta có lẽ chưa có thấy hai người nào mà đi con đường thay đổi rất là nhanh chóng như vậy. Đó là họ đang ở dưới cái hố sâu của sự tuyệt vọng, của sự đắng cay, và vượt lên trong chỗ núi cao của sự vui mừng. Từ chỗ thấy rằng tất cả mọi hy vọng, mọi sự trông cậy, mọi sự ước muốn, nguyện, những sự dấn thân của mình theo Chúa, ngay cả sự cứu rỗi của mình đã mất đi, đã không còn lý do nào tồn tại và không còn cái chỗ nào để còn tin tưởng khi Chúa Giê-xu bị treo trên thập tự giá. Và tới chỗ mà họ có thể nhận biết rằng tất cả sự hy vọng trông cậy, tất cả sự cứu rỗi, sự ban cho của Chúa bây giờ được thực nghiệm, được sống động vì Chúa đã sống lại. Và có lẽ chúng ta không hiểu được cái tầm mức đau thương mà họ phải đi qua, cái sự thất vọng của họ. Và chúng ta có thể cũng chưa có thấy được cái sự nóng cháy mà khi họ nói rằng lòng chúng ta há chẳng nóng cháy sao. Và cái chỗ thay đổi này là chỗ mà chúng ta muốn gặp Chúa. Thì như chúng ta thấy bắt đầu là trong tấm lòng đang chết được đối mặt với sự dữ kiện của sự sống lại. Dead heart facing resurrection fact. Nói đối diện với sự nhu cầu của sự biến đổi.
Chúng ta bắt đầu với cái nhu cầu của sự biến đổi, tại vì nó là điều hết sức là rõ ràng. Chúng ta đọc một tí thì thấy cái tình trạng tấm lòng của hai người môn đồ này. Trên đường về Emmaus thì thấy cái sự thay đổi rất là cần thiết. Họ đang cần một sự thăm viếng của Chúa, cần một sự gặp gỡ với Chúa và một sự thay đổi từ nơi Chúa. Và họ là đại diện cho tất cả các tín đồ, môn đồ trong thời đó, cái tình trạng của họ, và đại diện cho tất cả những người tin Chúa trong lịch sử của Hội Thánh. Tại vì cái nguyên tắc này phải được áp dụng cho mọi người và cho chúng ta. Vấn đề của họ là họ biết Kinh Thánh một cách nửa chừng, và họ áp dụng Kinh Thánh trong cái chỗ thiếu sót của lẽ đạo mà cần thiết để có thể thấy được sự sống lại của Chúa sau khi Chúa chết. Họ không có chỗ nào ở trong cái sự hiểu biết của họ về sự chết của Đấng Mêsi. Cho nên họ không có cái chỗ nào trong cái sự hiểu biết của họ để sống với Đấng sống lại. Vì họ không quan niệm, không nhận biết và không chấp nhận rằng Đấng Mêsi sẽ phải chết. Cho nên họ không thể nào đối diện với ngôi mộ trống mà có thể nhận được cái quyền năng của sự sống lại của Chúa. Và chúng ta thấy ở đây cái sự hiểu biết Kinh Thánh một cách thiếu sót thì đứng vào trong một cái chỗ thiếu quyền năng của Chúa trong đời sống, thiếu đức tin trong con đường theo Chúa, và rất là tổn hại cho đời sống đức tin của họ. Và Chúa mắng họ ở cái chỗ mà sáng hôm nay chúng ta phải nhận lấy cái sự la rầy của Chúa, sự nghiêm nghị của lời Chúa. Đó là Chúa nói với họ là những kẻ dại dột có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri, hơn những kẻ dại dột có lòng chậm tin, foolish man and slow of heart. Và đó là cái chỗ mà chúng ta phải nhận biết sáng hôm nay, là chúng ta đang đứng chỗ ngu dại và chậm chạp trong sự đáp ứng của mình đối với Chúa. Chúng ta trở lại câu 13, 14, bắt đầu cái chuyến đi, bắt đầu trên con đường này với họ. Cũng trong ngày ấy có hai môn đồ đến làng kia gọi là Emmaus, cách thành Jerusalem 60 Etader. Họ đàm luận về những sự đã xảy ra. Cái câu chuyện này nó dễ để chúng ta theo dõi, tại vì nó rất là đơn giản. Hai môn đồ đi trên đường từ Jerusalem về Emmaus khoảng 7 dặm. Cái chữ mà không có dịch ra, nhưng mà tác giả Luca có viết là chữ behold, hãy xem. Hãy xem cũng trong ngày ấy, ông dùng cái chữ behold hay là hãy xem, hay là hãy ngừng lại và hãy chú ý. Thì đây là cách mà Luca viết. Ông dùng chữ behold, chữ hãy xem này 26 lần trong sách Luca. Và ông luôn luôn dùng cái chỗ này để đánh dấu một cái câu chuyện mới, hay là một cái ý mới, một cái chuyển hướng của cái tư tưởng của ông, để giúp cho chúng ta thấy được là đây là cái chỗ mà chúng ta muốn bắt đầu. Thì nó là cũng có hai môn đồ, two of them. Ông bắt đầu với chữ two of them thì mình hỏi hai môn đồ này là ai, và hai người này thuộc về cái nhóm nào. Khi ông nói là có hai môn đồ ở trong cái nhóm của một cái nhóm người, two of them, thì chúng ta chỉ cần coi lại trong câu số 9 ở phía trên thì thấy rằng đây là cái nhóm môn đồ mà khi các người đàn bà đến trong mộ và thấy mộ trống rỗng thì chạy về báo cho cái nhóm môn đồ đang họp lại, trong đó có 11 sứ đồ và các người khác nữa. Thì đây là những người được nghe tin và được báo tin rằng Chúa đã sống lại và ngôi mộ trống. Nhưng mà câu số 11 thì nói về cái thái độ của họ là xong, các sứ đồ không tin, cho lời ấy như là hư không. Ở đây sứ đồ thì nói chung, nhưng mà cái câu trong số 9 là họ trở về rao truyền mọi sự ấy cho 11 sứ đồ và những người khác. Rồi những người khác cùng với các sứ đồ đó thì cho lời ấy là hư không. Rồi cũng trong ngày ấy có hai môn đồ, two of them, tức là hai người này là hai người trong cái nhóm mà đã được báo tin
hai cái người này là hai người đã được chú ý và nghe các bà đến báo tin, nhưng là những người coi họ là tưởng tượng như là hư không, họ được cái dự kiện của ngôi mộ trống nhưng họ không chấp nhận. Thế cho nên ở đây khi mà nói về hai môn đồ này là two of the rest, là hai cái người mà trong số còn lại ngoài 11 sứ đồ đó, thì họ là người đã được báo tin, đã được cái dự kiện nhưng không chấp nhận. Câu số 18 thì thêm một cái chi tiết là người này tên là Cleopa, một trong hai người tên là Cleopa trả lời rằng chúng ta không biết gì hơn về Cleopa, chỉ biết rằng đây là cái tên giống như là hoàng hậu Cleopatra. Mà hai người này thì ngoài cái phần câu chuyện này chúng ta không biết gì thêm chi tiết của họ, nhưng chúng ta thấy rằng có lẽ lúc viết tên của Cleopa, tại vì trong khi ông viết thư này sau 30 năm sau khi Chúa sống lại, thì đây là người đã được biết trong hội thánh, cho nên ông ghi lại, tại vì những người trong hội thánh có lẽ biết ông Cleopa này. Thì chúng ta thấy trong cái cách viết và cái cách mà nêu tên đó, thì có lẽ Cleopa này là cái người thuật lại cái câu chuyện cho Luca để Luca viết lại. Do những người viết kinh thánh thì có sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, nhưng Luca nói tôi sẽ nghiên cứu, tôi sẽ nói chuyện với những nhân chứng và ghi lại cách rõ ràng. Cho nên Cleopa rất là dễ dàng là cái người thuật lại câu chuyện này cho tác giả Luke. Thì trong cái câu chuyện này xảy ra trong ngày ấy, cũng trong ngày ấy là ngày nào? Ngày ấy là cái ngày Chúa phục sinh, ngày thứ nhất trong tuần lễ, câu số 1, khi mờ sáng các người đàn bà lấy thuốc thơm sửa soạn đến một ngày. Thì trong ngày ấy, trong cái ngày mà Chúa sống lại, thì có hai môn đồ bây giờ rời Jerusalem để về nhà của mình. Họ đi về thành Emmaus. Thì chúng ta thấy rất là rõ ràng tất cả sự trông cậy, hy vọng, mong đợi của họ bây giờ tan thành mây khói. Họ đau lòng, họ thất vọng và không còn cái gì để mà họp lại ở Jerusalem nữa. Họ cũng với các 11 sứ đồ đã họp lại, đã nghe các bà đến báo tin, nhưng mà vì họ không tin cho nên có lẽ cũng không có chuyện gì để nói, ngồi đó nhìn nhau rồi cũng thất vọng. Thờ phượng thì cũng không biết thờ phượng được, cầu nguyện cũng không biết cầu nguyện gì. Thế và ông nói tôi đi về. Hai người đi, họ đi trong cái chỗ thiếu đức tin, họ đi trong cái chỗ không chấp nhận lẽ thật của cái dữ kiện của Chúa sống lại. Và trong buổi chiều Chủ nhật đó thì họ không thấy có cái gì để mà bám víu nữa, cho nên họ về. Và ở đây nói thì họ vừa đi và đàm luận về những sự xảy ra. Cái chữ đàm luận về những sự xảy ra thì ở đây nói về chữ debate hay là discuss hay là thảo luận, cãi vã. Tức là họ đi nhưng mà họ nói về cái chuyện xảy ra, thì những chuyện xảy ra trong tuần đó rất là rõ ràng. Tại vì thứ hai thì Chúa vào thành Jerusalem. Mình nói là Palm Sunday, nhưng mà đó là thứ hai trong lịch của người Do Thái, Chúa vào trong thành Jerusalem. Rồi thứ ba thì Chúa dọn sạch đền thờ. Và thứ tư, thứ năm thì Chúa dạy dỗ trong đền thờ. Tối thứ năm thì Chúa thiết lập Communion, thánh lễ tiệc thánh của Chúa. Rồi Chúa cầu nguyện ở vườn Gethsemane, rồi sau đó Chúa bị bắt và bị đem ra xử trong tòa án của thầy tế lễ thượng phẩm, rồi tới Phi-lát, rồi tới Herod, rồi trở lại với Phi-lát. Thì lúc 9 giờ sáng thì Chúa bị treo trên thập tự giá. Và như tối thứ sáu chúng ta có học thì từ trưa cho tới 3 giờ chiều thì tất cả thế giới được bỏ vào trong một sự tối tăm, không ánh sáng, để nhận biết rằng Chúa đang đi vào cái chỗ
chịu thương khó, gánh vác tội lỗi của toàn thế gian ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Thì lúc 3 giờ chiều sau khi mọi chuyện được thực hiện thì Chúa chết. Để sau khi mặt trời xuống thì Joseph Arimathea và Nicodem đến để lấy xác Ngài vào chôn. Sau đó thì tới thứ bảy là ngày Sabbath thì không có gì xảy ra. Rồi tới sáng Chủ nhật bắt đầu thì tất cả mọi chuyện xảy ra cách dồn dập, dầu là những điều này không tin được hay là không chịu tin. Thì hai môn đồ này ở trong cái xoáy vận của những dữ kiện này, tâm lòng của họ được bày tỏ cách rõ ràng, và đức tin của họ hay là cái sự thiếu đức tin của họ cũng được bày tỏ cho mọi người thấy, và chính họ cũng thấy được. Và chúng ta cũng ngừng lại, vì chúng ta đi qua những cái ngày tháng của sự thờ phượng Chúa, hội họp trong hội thánh, đi qua những ngày lễ như thế này, nhưng mà chúng ta phải có một cái chỗ để cũng thấy được cái tâm lòng của mình nó thực sự ra sao. Tại vì nếu mà chúng ta chỉ thấy những người này theo Chúa thì họ rất là trung kiên, họ là những người theo Chúa và họ là những người ở lại cuối cùng với 11 sứ đồ. Họ tất cả những người khác thì cũng bỏ dần dần, bây giờ họ có lẽ là hai người cũng gần cuối, tức là họ là những người dấn thân với công việc Chúa, với lại cái sứ mệnh của Chúa. Họ không phải là những người đi theo xa rồi bỏ chạy. Họ có ở lại, họ có họp với 11 sứ đồ, họ có nghe các bà thông báo, và họ quyết định rằng họ đủ rồi, họ đi về. Thì trong câu số 15, đang khi nói và cãi lẽ nhau, tức là họ đi và bàn chuyện một cách hết sức là sôi nổi, thì chính Chúa Giêsu đến gần cùng đi đường với họ. Thì ở đây chúng ta thấy Chúa hiện ra, và ở xứ bên đó thì giống như hồi xưa của mình ở quê, đi đâu cũng phải đi bộ, không có, mình không có đón xe dọc đường để đi. Thành thử mình đi thì thường thường mình gặp nhau thì nói chuyện, mình đi ngang cái nhóm nào mình ghé vào mình đi chung với họ, thì giống như hai người đang đi rồi Chúa Giêsu ở đằng sau đi bươn bươn tới, rồi đi ghé vào họp lại chung với họ và đi chung để mà nói chuyện. Thì điều đó không có gì là đặc biệt xảy ra thường xuyên, nhưng điều đây mà lời Kinh Thánh nói rõ đó là mắt họ không, mắt hai người bị che khuất, không nhìn biết Ngài được. Tức là Chúa hiện ra với họ và Chúa đi chung với họ, nhưng mà không nhìn biết Chúa. Ở đây có lẽ chúng ta cũng thấy một phần là Chúa đã được sống lại trong thân thể biến hóa mới của Chúa, thân thể vinh hiển của Chúa, nhưng Chúa vẫn che giấu sự vinh hiển đó trong thân thể này. Và thành thử không có gì đặc biệt về Chúa, nhưng mà mắt họ thì không thấy được chính Chúa. Có lẽ có sự gì khác biệt đó mà họ không nhận ra, hay là họ vì chắc chắn là Chúa đã chết và không có cái gì trong đầu óc của họ suy nghĩ là Chúa sống lại. Nên có thể ngay gặp đó mình đã đính hình rằng cái người này chết rồi, cho nên họ cũng không để ý. Nhưng mà cái chữ dùng ở đây thì cho thấy rằng không phải là chỉ là họ không nhận ra, hay là họ buồn quá không nhận ra, hay là họ không tin cho nên không nhận ra. Nhưng mà ở đây thì nói rằng mắt họ không được phép để thấy, mắt hai người bị che khuất, tức là có một cái quyền năng che khuất con mắt của họ, không cho phép, không cho cái khả năng để họ có thể nhận ra Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy ở đây là một cái điểm rất là quan trọng mà chúng ta cần phải học. Chúng ta cần phải thấy rõ rằng cái vấn đề tại sao mà họ mắt họ không được thấy Chúa Giêsu. Thực ra chúng ta thấy là khi Chúa hiện ra thì phần lớn những người mà gặp Chúa sống lại thì đều không nhận ra Chúa ngay từ lúc đầu. Mary Magdalene tưởng Chúa là ông làm vườn. Các môn đồ khi Chúa hiện ra thì tưởng là ma, sợ hãi. Và cho tới khi Chúa bày tỏ chính Chúa cho họ thì họ mới nhận ra. Cho nên bên một phần chúng ta có thể thấy rằng họ không tin, họ không trông đợi Chúa, cho nên Chúa hiện ra họ cũng không nhận ra Chúa, vì tâm lòng của họ hướng về một hướng sai sai trật, một cái chỗ mong đợi khác.
Nhưng mà một điểm rõ ràng là Chúa, quyền năng của Đức Chúa Trời đang đóng cái cửa của con mắt họ để họ không thể thấy được, không nhận ra được Chúa Giêsu. Tại vì có một cái nguyên tắc mà Đức Thánh Linh đang muốn bày tỏ cho họ và bày tỏ cho chúng ta để chúng ta hiểu vấn đề. Mà nếu mà cho họ thấy liền, nhận ra Chúa liền thì không nói được cái nguyên tắc này. Và cái nguyên tắc đây là một nguyên tắc quan trọng và một nguyên tắc áp dụng. Và chúng ta thấy nguyên cả phần Kinh Thánh này để nói về cái nguyên tắc này. Đó là cái nguyên tắc rằng cái sự thay đổi, cái sự biến hóa xảy ra cho một tấm lòng là khi hiểu lời Kinh Thánh về Chúa Giêsu. Cái nguyên tắc đó là hiểu lời Kinh Thánh về Chúa Giêsu, cái sự thay đổi nó nằm ở cái chỗ đó. Cái sự thay đổi nó không phải ở trong cái kinh nghiệm gặp Chúa mà mình thấy trong cảm xúc, cái vui mừng, nhưng trong cái chỗ là gặp gỡ Chúa trong lời của Chúa. Quyền năng thay đổi, quyền năng của sự sống lại, quyền năng mà Chúa đụng tới tấm lòng là quyền năng của lời Chúa. Và nếu mà Chúa cho họ nhận ra liền thì họ rất là vui mừng. Họ thấy Chúa sống lại thì họ cảm nhận sự vui mừng đó. Vui mừng và đức tin nó lại cũng được dấy động lại. Sẽ không đi về nhà nữa, vui mừng về Jerusalem. Nhưng mà họ mất đi cái bài học và mất đi cái nguyên tắc. Và họ không thể áp dụng cái kinh nghiệm sống lại với Chúa, gặp gỡ Chúa trên đường một lần nữa. Nhưng mà vì họ được dạy dỗ cái nguyên tắc của sự ban cho này. Thì rõ ràng là một cái nguyên tắc mà chúng ta cần phải áp dụng trong đời sống của mình. Transformation comes from understanding of scripture concerning Jesus. Và Chúa muốn giải thích cho hai môn đồ đang thiếu đức tin, đang gặp gỡ sự khó khăn này. Và cho biết rằng cái quyền năng của sự sống lại đụng tới họ khi họ biết lời của Chúa và kinh nghiệm cái ý nghĩa và quyền năng của lời Chúa. Thay vì trong cái kinh nghiệm gặp gỡ Chúa cá nhân mà mình rất là mong đợi. Mình nói tôi muốn gặp Chúa, tức là mình đang nói có một cái sự nối kết siêu nhiên nào đó, có một cái sự gặp gỡ phi thường mà mình muốn kinh nghiệm Chúa. Nhưng Đức Thánh Linh muốn dạy cho chúng ta, và điều mà chúng ta muốn nhận biết cho chính mình, đó là gặp gỡ Chúa Giêsu, là gặp gỡ Chúa trong lời Ngài. Chúng ta tưởng tượng là nếu mà Chúa tới và Chúa nói với họ rằng: nhận ra ta không? Thì biết ta là ai không? Hay là Chúa nói I'm Jesus? Thì họ chắc là vui mừng, ca múa rồi cảm thấy cả một cái sự thay đổi. Nhưng mà cuối cùng thì sẽ không có cái sự thay đổi trong tâm lòng cho tới khi quyền năng của Chúa đụng tới. Thành ra chúng ta phải biết điều này. Và để tôi nhắc lại, đó là cái sự gặp gỡ Chúa Giêsu là gặp gỡ Chúa trong lời của Ngài, gặp gỡ Chúa trong lời Kinh Thánh, gặp gỡ Chúa trong sự giải thích căn bản, hiểu biết lời Kinh Thánh, lẽ thật. Và không có điều đó thì không có sự thay đổi, không có sự sống lại, không có sự sống nối kết. Điều này chúng ta nhận biết rằng nó đi ngược lại với cái văn hóa hay là cái mong đợi của thế hệ chúng ta. Ngay cả trong cái sự thờ phượng của chúng ta cũng có cái khuynh hướng là đặt để cái kinh nghiệm của mình là cái chỗ tối hậu. Mình muốn gặp Chúa trong kinh nghiệm, mình nghe giảng hay là mình hát bài hát hay là mình mà không có cái cảm động, không có cái gì rưng rưng trong lòng thì mình thấy nó cũng chưa có gặp Chúa. Người ta định nghĩa những cái sự phục hưng là lúc mà hội thánh la khóc rồi ăn năn rồi có một cái cảm xúc rất là xoáy động, thì đó là cái sự gặp gỡ Chúa. Ở đây Kinh Thánh nói gặp gỡ Chúa là gặp gỡ trong lời Chúa. Cho nên khi chúng ta đặt để kinh nghiệm làm cái căn bản để mà đo lường hay là để mà trông đợi, thì chúng ta sẽ rất dễ dàng đi sai trật trong cái tính cách chủ quan của mình. Và điều mà mình suy nghĩ rằng đúng, mình trông đợi để xảy ra, thì có lẽ mình kinh nghiệm điều đó và mình nói đó là cái cao điểm của con đường theo Chúa. Nhưng cao điểm của con đường theo Chúa là lời Chúa. Và lời Chúa là lời đem lại sự thay đổi. Cho nên Chúa muốn tạo cho họ một cái môi trường, một cái chỗ để đối diện với lại cái vấn đề này hay là cái nguyên tắc này.
và dạy dỗ họ cái chỗ gặp gỡ Chúa trong lời của Ngài. Và điểm đầu tiên là Chúa muốn cho họ có cái nhận biết cái nhu cầu phải hiểu lời Chúa. Thành thử Chúa đi chung với họ. Rồi Chúa hỏi rằng câu số 17, các ngươi đi đường nói chuyện gì cùng nhau vậy? Họ chỉ ngừng lại buồn bực lắm. Thì Chúa đang đi, họ đang đi thì Chúa tấp vào và Chúa nói chuyện với họ. Thì Chúa hỏi nãy giờ nói chuyện gì vậy? Thì họ ngừng lại, tại vì họ đang đau thương về chuyện này. Và khi nhắc tới chuyện này thì họ rất muốn nói, cho nên họ ngừng lại và buồn bực lắm. Họ yên lặng, họ xúc động, họ đối diện với lại cái gãy đổ của tấm lòng của mình. Và họ đối diện trong sự buồn bực của sự đau thương. Rồi Cleopa trả lời rằng, có phải ngươi chỉ là khách lạ ở thành Jerusalem không hay việc đã xảy đến cách mấy bữa này sao? Họ trả lời, nhưng mà Chúa muốn ở đây, Chúa hỏi không phải là Chúa không biết. Chúa hỏi để mà họ có cơ hội trả lời và thuật lại cho Chúa. Cái chữ mà buồn bực ở đây là cái chữ mà họ rất là đau lòng, depressed. Họ có một cái cảm xúc nặng lòng của những người không biết phải giải quyết vấn đề như thế nào và không biết phải đi ra làm sao. Thành ra họ hỏi rằng đây là cái chuyện mà tất cả mọi người đều biết trong những ngày vừa qua, đặc biệt là 3 ngày mà anh không biết sao. Nguyên tuần lễ những chuyện mà Chúa làm ở trong thành Jerusalem để mọi người đều biết. Cái lời của Cleopa có vẻ trách móc, có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Jerusalem? Tức là có lẽ ông nghĩ rằng Chúa tới thăm thành Jerusalem tới trễ, thành thử những chuyện đóng đinh, những chuyện xảy ra thì Chúa không biết, cho nên hỏi rằng vừa không có chuyện gì xảy ra sao. Nhưng mà Chúa hỏi thêm là việc gì vậy? Chúng ta thấy rõ ràng là Chúa đang muốn họ thuật lại hay là muốn kể lại, đi qua cái kinh nghiệm của mình để Chúa có thể giúp họ nối kết với lại cái nguyên tắc sống mà họ đang cần. Thành thử họ trả lời rằng ấy là việc xảy ra cho Giê-xu Nazareth, một đấng tiên tri có quyền phép trong việc làm và trong lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và của chúng dân. Làm sao mà các thầy tế lễ cùng các quan địa hình ta đã nộp Ngài để xử tử và đã đóng đinh trên cây thập tự? Chúng tôi mong Ngài cứu dân Israel, dầu thế việc xảy ra đã được 3 ngày rồi. Khi họ nghe điều này và họ thuật lại thì chúng ta thấy rõ ràng cái tấm lòng, cái đức tin, cái trình độ, cái sự hiểu biết của Chúa về Chúa. Họ bày tỏ cái rõ ràng cái đức tin của họ hay là cái sự thiếu đức tin của họ. Họ là những người môn đồ của Chúa, theo Chúa, nghe lời Chúa, nhưng mà họ không tin Chúa. Họ tới cái chỗ xưng nhận thì họ xưng nhận giống như tất cả mọi người dân trong thời đó, đó là Chúa là đấng tiên tri. Chúa là một đấng tiên tri, ở đây thì nó là đấng tiên tri có quyền phép trong việc làm và trong lời nói. Nhận biết là Chúa là người đến từ nơi Đức Chúa Trời và bày tỏ lời của Chúa trong việc làm, trong công việc và trong lời phán dạy của Chúa. Nhưng mà Chúa vẫn chỉ là đấng tiên tri. Họ không có tới cái mức độ để mà chấp nhận Chúa như là con Đức Chúa Trời. Thành thử đi theo Chúa thì cũng hăng hái, để cũng chịu khó, chịu khổ với cái sự lên xuống của chức vụ của Chúa. Và bây giờ cuối cùng thì khi mà nói về đức tin thì họ chỉ tin Chúa là một đấng tiên tri. Và rõ ràng đây là cái chỗ mà cần phải thay đổi, cần phải đối diện. Và chúng ta cũng cần lưu ý là mình có thể theo Chúa với một cái đức tin mà mình thấy cũng đủ, thấy cũng xoáy chuyển để mình có thể có những quyết định đi theo Chúa, hầu việc Chúa, làm công việc của Ngài. Nhưng mà cuối cùng khi đối diện với cái sự thật rõ ràng thì cái căn bản, cái tầm mức mình cần thiết lập. Và họ chưa tới cái chỗ mà có thể xưng nhận là Chúa là con Đức Chúa Trời. Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Họ đứng một cái chỗ thiếu sót là giàu tin là đấng tiên tri có quyền phép trong việc làm và trong lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân. Thì họ nói thêm đó là họ mong đợi Chúa là đấng Messi.
Chúng tôi mong trong mong Ngài sẽ cứu lấy dân Israel. Dầu thế việc đã xảy ra 3 ngày rồi. Điều họ trông cậy và điều họ mong muốn là Chúa là đấng Messi theo ước vọng của họ, theo lời hứa của các đấng tiên tri, và thi hành cái công việc giải cứu mà tất cả mọi người đều mong đợi. Tức là họ theo Chúa với sự mong đợi không trên căn bản của lời Kinh Thánh như là sự mặc khải của lời Chúa được ban cho, không trọn vẹn trong cái sự ban cho của lời Chúa. Họ biết một phần, họ trông đợi một phần, họ giao phó dấn thân với Chúa trong cái căn bản của sự hiểu biết đó. Những cái căn bản không đủ để mà cho có đức tin sống động lúc cần thiết, không đem tới cái sự cứu rỗi để mà có thể thay đổi trọn vẹn đời sống của họ. Cần sự thương xót của Chúa đụng đến trong cái thời điểm rất là quan trọng này. Vì họ trông đợi thì giống như mọi người khác trông đợi. Ngay cả khi Simeon gặp Chúa tại đền thờ lúc Chúa sinh ra thì cũng nói về sự giải cứu của dân Israel trong đấng mà sẽ được sai đến. Zacharias, cha của John the Baptist, thì khi nói về cái sự trông đợi này thì ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời của Israel vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài, cũng sanh cho chúng tôi một trong nhà David tôi tớ Ngài một đấng cứu thế có quyền phép, như lời Ngài đã dùng miệng các tiên tri phán từ thuở trước, Ngài cứu chúng tôi khỏi kẻ thù và tay mọi người ghen ghét chúng tôi. Tức là tuyên bố về cái đấng tiên tri, đấng sẽ đến thì là đấng đã giải cứu khỏi kẻ thù, khỏi những người ghen ghét, khỏi sự đô hộ. Và hai môn đồ đi con đường về Emmaus này cũng như vậy, họ theo cái đức tin của phổ thông của tất cả dân chúng trong thời đó, và họ trông đợi Chúa đến để giải cứu và đến đem họ vượt thoát ra cái hoàn cảnh sống mà họ bị dưới cái ách nô lệ hay là cái ách cai trị của người của đế quốc La Mã. Và họ nói thêm một điều nữa, và chúng ta thấy cái trình độ đức tin của họ nó cũng nằm ở chỗ này, đó là việc ấy đã xảy ra được 3 ngày rồi. Tức là họ biết về cái ngày cái sự trông đợi là Chúa sẽ sống lại, họ biết rằng Chúa nói sẽ 3 ngày sẽ sống lại, thì họ đếm 3 ngày đó. Chúa nói sau khi Chúa chết thì 3 ngày sống lại, thì họ nói giờ gần hết ngày rồi, bây giờ họ đi về tới Emmaus là tới tối rồi là xong rồi mà đâu thấy gì đâu. Tức là họ nói tôi chờ cả ngày mà không thấy gì thì bây giờ tôi đi về, coi như là lời Chúa không có. Căn bản mà Chúa thiết lập là Chúa là đấng Messi đã hoàn toàn gãy đổ, họ không có cái căn bản nào để mà sống trong đức tin nữa. Thành thử ở chỗ này chúng ta thấy rằng cái sự thật trong tấm lòng được phơi bày một cách hết sức là rõ ràng. Rồi họ nói thêm là cái dữ kiện của sự phục sinh thì họ biết hết. Thật có mấy người đàn bà trong vòng chúng tôi đã làm chúng tôi lấy làm lạ lắm, khi mờ sáng họ đến mộ không thấy xác Ngài thì về báo rằng thiên sứ hiện đến nói Ngài đương sống. Họ nói có mấy bà thì sáng làm ngạc nhiên, nhưng mà họ nói chuyện mơ hồ không tin nổi, là họ có tới coi mồ mà không thấy xác Chúa đó, rồi nghe thiên sứ nói rồi cũng thấy khó tin, về báo cho chúng tôi. Rồi ông họ cũng biết là có Giăng và Phi-rơ chạy tới mộ, thì họ nói có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mộ, thấy mọi điều y như là họ nói, còn Ngài thì không thấy. Họ nói rồi trong vòng chúng tôi là trong vòng các 11 sứ đồ mà đã được thông báo, tức là đây là cái nhóm core team trong thời đó làm việc chung với nhau với các 11 sứ đồ, thì họ biết rằng Giăng và Phi-rơ chạy đến mộ rồi trở về nói rằng không có Chúa ở đó. Thì cái điều mà họ nhấn mạnh rằng không thấy Chúa, không gặp, không thấy xác Ngài trong câu 23, rồi mấy người đi thăm mộ còn Ngài thì không thấy. Tức là họ nói thấy mộ trống nhưng mà không nghĩ rằng Chúa sống lại, nghĩ rằng xác Chúa đã bị dời đi. Họ đối diện với tất cả những điều đó mà không thể nối kết được với cái quyền năng của sự sống lại. Điều mà chúng ta thấy ở đây đó là cái dữ kiện của sự sống lại thì họ biết.
dữ kiện của chuyện xảy ra thì họ biết họ không thiếu cái gì để mà đặt để đức tin. Nhưng mà họ không tin được, họ không có nối được vào trong cái chỗ là đây là cái sự sống, đây là cái sự thay đổi, đây là cái quyền năng. Và cái chỗ đứng của họ là cái con đường của đi bởi mắt thấy chứ không phải đi bởi đức tin. Thì vì họ nói là xác ngài thì không thấy, ngôi mộ thì trống, xác ngài thì không thấy. Cái chữ là they did not see, they did not find. Câu 23 là did not find his body, không tìm thấy xác ngài. Câu 24 nói là nhưng ngài thì không thấy. Tức là họ thẩm định mọi điều trong cái căn bản không phải của đức tin, mà trên căn bản của kinh nghiệm và của mắt thấy. Thì làm sao để thay đổi đời sống của họ? Làm sao để thay đổi cho họ được một cái nguyên tắc để mà sống với Chúa, cho Chúa mà thay đổi các đời sống của họ? Thì chúng ta nói thì cho họ thêm dữ kiện, chứng minh thêm cho rõ ràng. Không, ở đây cái solution, cái nguyên tắc để giải quyết vấn đề là Chúa muốn dạy họ lời Kinh Thánh để họ có thể bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy, không phải bởi kinh nghiệm. Và đây cũng một lần nữa ngược lại với lại cái phương cách mà chúng ta thường đối diện với vấn đề, là nếu mà mình thấy thiếu cái bằng chứng hay là mình chưa tin đủ thì mình đòi thêm bằng chứng, mình đòi thêm kinh nghiệm, mình đòi thêm cái gì đó Chúa xảy ra, Chúa bày tỏ sự chữa bệnh, Chúa ra cái dấu hiệu, Chúa chỉ ra một cái dấu nào đó. Mình theo Chúa nhưng mà mình muốn cộng thêm những cái sự chứng minh bằng kinh nghiệm đó. Thì nếu mà Chúa ban cho thêm cái dấu hiệu, nếu mà Chúa ban thêm cho những dữ kiện, thì nó chỉ làm cho mình càng đi thêm trong con đường theo Chúa bởi mắt thấy. Mà bởi đức tin thì chỉ có một con đường, đó là qua lời Chúa. Cho nên chúng ta phải phân biệt điều này, là cái sự trông đợi của chúng ta về Chúa và cái con đường chúng ta theo Chúa mà cứ đòi hỏi trong con đường mắt thấy, thì chúng ta sẽ càng ngày càng mất đức tin, càng ngày càng sa đọa trong cái chỗ thất vọng và không thể nào nối kết với sự sống của Chúa, cho tới khi chúng ta bằng lòng và quyết định và đáp ứng với Chúa bằng con đường của đức tin. Và con đường của đức tin thì luôn luôn đi với lời của Chúa. Con đường của đức tin luôn luôn trên căn bản của lời Chúa. Thành ra ở đây, Chúa muốn thiết lập một điều mà giải thích cho họ, đó là họ phải đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Họ phải sống trong cái kinh nghiệm của lẽ thật của Chúa bày tỏ trong lời Kinh Thánh, chứ không phải trên cái những điều mà họ căn trên cái căn bản của cái sự nối kết với kinh nghiệm chủ quan của chính mình. Thành thử ở đây chúng ta thấy Chúa bắt đầu đi nhắm hướng này với họ và dẫn họ đi một con đường khác. Thì tôi muốn hỏi trở lại, đó là chúng ta đang đứng chỗ nào với lời của Chúa trong con đường theo Chúa? Tại vì cái hướng của họ đi là đông người đi lắm. Nếu mà nói về Hội Thánh chung thì phần hướng đông, số đông là đi cái hướng này, là tìm thêm kinh nghiệm, tìm thêm dấu hiệu, tìm thêm cái gì đó để nhận biết rằng ngoài lời Chúa tôi còn có thể kinh nghiệm, tôi có cái cảm xúc, tôi có cái thời điểm. Nhưng mà Chúa nói rằng những điều đó không đem lại đức tin, sẽ đem lại sự trống vắng và gãy đổ cho tới khi nào chúng ta đặt vấn đề sống bởi đức tin trong Chúa. Thành thử cái nhu cầu được biến đổi này được bày tỏ ra để chúng ta thấy rằng chúng ta cũng cần cái kinh nghiệm mà họ đang đi qua, họ sắp được đi qua. Và cái sự thay đổi là cái sự đặt căn bản trên lời của Chúa. Thì chúng ta tới phần số 2 thì chúng ta sẽ thấy rằng cái quyền năng của sự biến đổi đó là quyền năng của sự học hỏi, giải thích, tin nhận lời của Chúa trên cái căn bản của sự bày tỏ của lời Kinh Thánh. Thì sau khi mà họ nói rằng có mấy người trong vòng chúng tôi thăm mộ, mà điều y như là nói còn ngày thì không thấy, thì Đức Giêsu phán rằng: hỡi những kẻ dại dột có lòng chậm tin các lời đấng tiên tri nói, há chẳng phải đấng Christ chịu thương khó thể ấy mới được vào sự vinh hiển mình sao? Thì Chúa đặt vấn đề liền với họ, và Chúa đặt cái sự sai trật của họ một cách rõ ràng. Và Chúa muốn chúng ta cũng nhìn vào trong đời sống của chúng ta trên cái căn bản này, là hỡi những kẻ dại dột có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói.
Rồi Chúa nói là theo lời Kinh Thánh thì chúng ta thấy rõ ràng là Đấng Christ chịu thương khó mới được vào sự vinh hiển của mình. Rồi nói tiếp, đoạn này bắt đầu từ Môi-se, kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Thành ra cái lý do mà chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh không cho phép hai người này nhận ra Chúa là bởi vì họ phải nhận ra cái nguyên tắc sống này. Vì nếu mà cho họ thấy nhận ra Chúa thì họ lại thêm cái hướng của cái sự đáp ứng với đức tin trong cái nghĩa của kinh nghiệm của cái sự vui mừng, nhưng mà không được nối kết với lời của Chúa, không sống bởi cái nguyên tắc này. Và chúng ta sẽ thấy rằng khi đối diện với lời của Chúa thì có một cái sự ban cho rất rõ ràng ở bên trong, là Đức Thánh Linh sẽ làm việc trong tấm lòng của những người nối kết với Chúa, đặt căn bản sống trên lời của Chúa. Để tôi đem cái phần Kinh Thánh này vào để chúng ta có thể thiết lập được cái căn bản hiểu biết này. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 2, phần Kinh Thánh rất là quan trọng để nói về cái sự giảng dạy lời Chúa, học biết lời Chúa. Thì câu số 10, Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, những cái sự mà Chúa bày tỏ trong lời Chúa đó. Vì Đức Thánh Linh dò xét mọi việc, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không phải là thần linh trong lòng người thì ai biết sự trong lòng người. Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta đã nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó không cậy lời nói và sự khôn ngoan của loài người dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Và người có thánh xác thịt không nhận được từ sự thuộc về Chúa Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chừng người đó coi sự ấy là sự rồ dại và không thể hiểu được vì phải xem xét kết thiêng liêng. Ở đây chúng ta thấy cái nguyên tắc được bày tỏ như thế này. Chỉ có một chỗ để có thể tìm nối kết với lẽ thật của Chúa, đó là trong lời Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời. Và cách duy nhất để có thể hiểu lời của Chúa và áp dụng lời của Chúa là được quyền năng của Đức Thánh Linh dùng lời của Chúa áp dụng trong đời sống của mình, để mở trí óc của mình để hiểu và ban cho cái khả năng để có thể làm theo và vâng phục đi trong lời của Chúa. Tức là chỉ có một con đường để mà nối kết với Chúa, đó là qua lời của Chúa trong quyền năng của Đức Thánh Linh hướng dẫn, dạy dỗ, áp dụng trong đời sống của mình. Và chỉ có những người hiểu lời Kinh Thánh thì mới có thể bước vào trong sự cứu rỗi mà Chúa ban cho và có thể sống động trong lẽ thật của Chúa, trong sự vâng phục, trong sự phước hạnh, trong sự phục vụ. Và tất cả những điều liên hệ tới sự cứu rỗi, tới sự nên thánh, tới sự được làm vinh hiển đều đặt căn bản trên lời của Chúa, trên lẽ thật của Chúa, sống động trong lời của Ngài. Thành thử chúng ta kết luận rằng cái điểm quan trọng hơn hết trong đời sống của người tín đồ để biết Chúa là qua lời Kinh Thánh. Và điểm mà chúng ta có thể gây dựng nhau mạnh mẽ hơn hết và hữu hiệu hơn hết là dạy lời Kinh Thánh, hay là cùng học lời Kinh Thánh, cùng đi chung với nhau trong sự hiểu biết lời Ngài. Và điều mà chúng ta phải thấy rằng cái tầm mức quan trọng này rất là đặc biệt trong câu chuyện này, tại vì họ đang chờ Chúa sống lại. Bây giờ Chúa đang sống lại và đi với họ thì Chúa chỉ bày tỏ Chúa sống lại thì là họ thay đổi liền, họ vui mừng liền, họ sẽ không thất vọng nữa, họ sẽ theo Chúa. Nhưng Chúa không đi con đường đó. Chúa nói cái cách mà đụng tới Chúa, gặp Chúa trong cái sự phục sinh của Ngài là gặp Chúa qua lời Ngài. Và nếu mà Chúa sống lại, cái kinh nghiệm mà họ có thể nhận được một cách trực tiếp thì Chúa lại không cho. Và Chúa đòi hỏi họ là phải biết cái nguyên tắc là gặp Chúa trong đức tin, trong lời Kinh Thánh để có thể sống động trong con đường theo Chúa. Tại vì nếu mà họ gặp Chúa trong nhận ra Chúa đó rồi mai mốt Chúa về thiên đàng, rồi họ đi con đường theo Chúa thì giờ họ làm gì? Làm sao để gặp Chúa lần nữa để mà có kinh nghiệm hướng dẫn của Chúa, để mà có cái sự thay đổi? Phải tìm một cái sự hiện thấy, tìm một cái kinh nghiệm. Thì mình chạy đi theo con đường đó là mình chết. Cho nên Chúa dẫn một con đường là gặp Chúa trong lời Kinh Thánh. Cho nên Chúa mắng họ là hỡi những người dại dột và lòng chậm tin. Hai chữ này rất là quan trọng. Cái chữ dại dột
là cái chữ negative là không, và cái đầu óc tức là tiếng Anh gọi là no brain, hỡi những người không có đầu óc, không suy nghĩ, những người mà you don't use your head, you don't use your brain, tức là họ không có áp dụng cái điều mà Chúa ban cho để nối kết với cái sự sống trong Chúa. Rồi cái chữ slow of heart, cái chữ lòng chậm tin, thì nói về một cái chỗ bị chai, giống như cái tay mình nó chai, bị callous, không nhạy cảm, không mạnh mẽ, không có nhầm lẹ, tức là họ lơ mơ, họ hâm hẩm, họ không yêu mến lời Chúa, mà họ có thấy được lời Chúa ban cho thì cũng không có nhầm lẹ để mà áp dụng, tức là họ sống trong một cái tình trạng không có cái chỗ nối kết chặt chẽ với lời Chúa. Đầu óc thì không hiểu, tấm lòng thái độ thì không ham muốn. Có thấy cái hình ảnh đó giống mình không? Nghĩa là mình có đi theo Chúa, vẫn đi nhà thờ, vẫn thờ phượng, vẫn hát, vẫn dọn nhà thờ, vẫn làm nhiều chuyện lắm, nhưng mà với lời của Chúa thì hâm hẩm, có thì nghe, không có thì thôi, nghe dài quá thì ngủ, mệt quá thì nghỉ, nhiều quá thì thôi, rồi có thì tốt, không có thì cũng chẳng sao. Cái thái độ thường xuyên của những người trong hội thánh mà chúng ta cần phải để ý đây. Hai cái chữ Chúa dùng là airhead and hard heart là hai cái chữ rất là quan trọng mà chúng ta phải đối diện với chính mình. Nếu bây giờ tôi hỏi, chúng ta xoay lại và hỏi nhau là hai cái chữ này là ở những kẻ dại dột và chậm tin, thì mình là có phần nào, mình phần dại dột hay là phần chậm tin hay là cả hai? Tôi tưởng nếu mình suy nghĩ kỹ thì mình có thể thấy rõ ràng là cả dại dột cả chậm tin, thì có một sự thay đổi cần thiết mà chúng ta phải áp dụng. Tại vì còn không thì Chúa có cho kinh nghiệm bao nhiêu, Chúa có cho thấy nhiều người đến chỉ ra ngôi mộ trống, có người chỉ ra là khăn thì xếp như thế này, có thiên sứ phán như thế kia, rồi mình cũng chả biết đâu để mình sống, không có chỗ nào để nối kết trong tâm lòng của mình. Thì Chúa làm gì? Đoạn Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Chúa đi trở lại và chỉ họ lời Kinh Thánh nói về Chúa. Ngài giải thích Kinh Thánh, Ngài dạy họ về lời Kinh Thánh, dạy họ những gì mà được viết ra. Và chúng ta thấy ở đây Chúa đi theo một cái hệ thống, Chúa giải thích từng phần Kinh Thánh, từ Môi-se đến các đấng tiên tri, tức là từ sách Ngũ Kinh cho tới sách Tiên Tri, tức là toàn bộ Kinh Thánh của sách Cựu Ước. Thì không biết là Chúa giảng bao lâu họ mới hiểu, nhưng mà rõ ràng là Chúa nói đi qua lời của Chúa, đi trong cái hệ thống của lời Chúa để mà giải thích và đem họ lại cái sự hiểu biết này. Tức là cái căn bản là không phải là họ gặp Chúa cách mầu nhiệm, nhưng mà họ gặp Chúa trong lời Chúa qua sự giải thích, giải nghĩa, giải Kinh Thánh theo hệ thống, theo các đấng tiên tri viết như thế nào, giải thích như thế đó, Môi-se viết như thế nào, giải thích như thế đó. Thì điều mà chúng ta thấy là đây là cái tầm mức mà căn bản của hội thánh Chúa được gây dựng. Chúng ta có thể ngạc nhiên khi suy nghĩ rằng trong những bước đầu của hội thánh Chúa thì hội thánh phần lớn là của tạo ra trong thế giới của người dân ngoại, the Gentile churches, thì họ phần lớn là không biết về Kinh Thánh Tân Ước, về sách Cựu Ước. Các hội thánh như ở Corinto, ở Galati, ở Epheso, Philippines, ở Philippi, thành Philip, thì là những hội thánh của người dân ngoại. Họ có lẽ không biết gì về cái phong tục của người Do Thái hay là những sự dạy dỗ trong Cựu Ước. Nhưng mà khi các thư viết cho các hội thánh này như của sứ đồ Phaolô, thì ông giả định rằng họ phải hiểu lời Kinh Thánh. Ông lý luận theo cái sự giải thích về lời Kinh Thánh, tức là
ông nói cái ý niệm rằng lời Chúa khó hiểu, lời Chúa không áp dụng được cho tới khi mình phải học cho cao, kinh nghiệm cho lâu thì mới có thể hiểu được lời Kinh Thánh. Ở đây lời Kinh Thánh được ban cho người nào có Đức Thánh Linh như chúng ta vừa đọc, thì có cái sự giải thích của Đức Thánh Linh, có cái quyền năng của Đức Thánh Linh làm việc trong tấm lòng người đó, thì họ có thể được dạy dỗ lời Kinh Thánh để nối kết với Chúa Giêsu. Tức là mình không thể nói rằng lời Kinh Thánh khô khan lắm, khó hiểu lắm, sách Cựu Ước này đọc chắc không hiểu nổi đâu. Mà chúng ta để ý cái chữ mà Chúa dùng là chữ O. Hỡi các kẻ dại dột, chẳng có lòng trọng tin lời các đấng tiên tri nói. Cái chữ này mình hơi thiếu, trọng tin tất cả lời các đấng tiên tri nói. How slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Tức là không phải chỉ là một vài sách nào mà mình thích sách mình ngắn, những sách ngắn như Amos, Jonah dễ đọc, còn sách Esai, Jeremy, ECGN, tôi tin chắc là trong hội thánh khi mà hỏi ra thì có những người chưa bao giờ đọc ECGN hay là chưa bao giờ đọc xong ECGN, tại vì đọc hồi sẽ thấy nó nằm đâu. Chú nói là cả tất cả lời Kinh Thánh, và ở nơi đó Chúa dạy dỗ cho họ là phải đối diện với lời Kinh Thánh. Nên nhiều khi mình nghe hội thánh than phiền nó học nhiều quá, khó quá, hay là sâu quá, hay là dài quá, thì nó cũng có đúng chứ không phải không. Nhưng mà cái câu hỏi rằng cái thói quen nào mà mình cần thiết để sống với Chúa, sống cho Chúa, sống được thay đổi trong Chúa, thì ở đây Chúa nói là Ngài bắt đầu từ Môi-se đến mọi đấng tiên tri và cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Cho nên khi mà mình gặp khó trong đời sống của mình, thì điểm mà mình cần hỏi rằng tôi có đang ham muốn, có thói quen để học lời Chúa, cái thái độ của tôi có nối kết với lời Chúa để có thể hiểu được Chúa muốn gì trong cái hoàn cảnh này, sống với Chúa, đi theo Chúa như thế nào trong cái môi trường Chúa đang ban cho. Rồi ở đây đó là cái sự giải thích lời của Chúa rất là rõ ràng, và cái sự chậm hiểu trong tâm lòng của họ và cái sự trống rỗng trong đầu óc của họ được giải quyết để mà thay đổi, thì Chúa phải thay đổi tâm lòng của họ. Và làm cách nào để Chúa thay đổi tâm lòng, làm thế nào để Chúa làm cho họ được mạnh mẽ càng thêm, để đưa cho họ có sự trông cậy theo Chúa trong khi họ đang nản lòng, họ đang đối diện với sự khó khăn, họ đang thất vọng, họ đang bị sa ngã, họ không đáp ứng được. Thì chúng ta thấy là khi Chúa thay đổi tâm lòng thì Chúa không có nói với họ là ta hiểu vấn đề khó khăn người đang đi qua, thông cảm với cái sự chật vật của đời sống. Chúa chỉ cho họ lời Kinh Thánh và Chúa đòi hỏi họ phải học lời Kinh Thánh và đi qua cái sự gặp gỡ Chúa qua lời Kinh Thánh. Và điểm mà chúng ta muốn thấy nữa ở đây là lời Kinh Thánh nói về chính Ngài, lời Kinh Thánh nói về Chúa Giêsu. Chúng ta thấy có một cái khuynh hướng trong hội thánh trong thời đại của chúng ta, đó là dùng lời Kinh Thánh để nói về nhu cầu của mình, dùng lời Kinh Thánh để giải quyết những chuyện mà mình cần đối diện. Mình đang đối diện về cái khó khăn trong gia đình, mình đối diện với cách dạy con, mình không biết phải làm thế nào để mà được sung mãn, thỏa nguyện trong đời sống. Cho nên mình dùng lời Kinh Thánh để đáp ứng với những nhu cầu đó. Nhưng mà ở đây Chúa nói sao? Cắt nghĩa cho hai người đó những lời Kinh Thánh chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Tức là học Kinh Thánh mà học Kinh Thánh với cái mục đích để biết Chúa Giêsu, chứ không phải dùng lời Kinh Thánh để giải quyết chuyện của mình. Nó ra hai cái vấn đề thành thử. Chúng ta có thể học lời Kinh Thánh, nhưng mà học lời Kinh Thánh không phải với cái chủ đích là để biết Chúa Giêsu, nhưng để giải quyết vấn đề của mình, để gia đình hạnh phúc hơn, để biết cách nào sống, thì là cũng đi trật luôn. Cái chỗ mà thay đổi là tìm biết Chúa Giêsu trong lời Kinh Thánh.
học để biết về sự mặc khải về Chúa Giêsu trong lời Kinh Thánh. Đó là con đường của sự sống, đó là con đường của sự sống lại, con đường của Chúa phục sinh. Mà chúng ta đòi hỏi là chúng ta phải hiểu nguyên tắc này, tại vì Đức Thánh Linh nói rõ ràng là phải hiểu cái nguyên tắc này thì mới nhận ra Chúa Giêsu. Thành thử họ không được phép để nhận ra Chúa Giêsu cho tới khi họ được thuyết phục, được convinced and convicted là đây là nguyên tắc họ phải sống và sẽ sống. Cho nên sáng hôm nay mình cũng đã có thể cũng kết luận như vậy, là mình sẽ vào trong giờ nhóm ca ngợi Chúa sống lại, vui mừng hát những bài hát, rồi đi ra cũng y như vậy, cũng y như lúc mình vô, cho tới khi mình gặp gỡ Chúa Giêsu trong lời của Chúa và tìm biết Chúa Giêsu trong lời của Chúa, chứ không phải tìm biết một cái kinh nghiệm, một cái sự vui thỏa, một cái sống cảm xúc nào đó. Những cái đó nó sẽ làm mình đi sai chứ không phải là đi đúng. Những điều đó nó sẽ làm cho mình đi theo con mắt nhìn, đi theo mắt thấy mà không phải đi trong đức tin. Cho nên phải có một cái chỗ thay đổi rằng tôi phải sống bởi đức tin, tôi phải sống trong đức tin. Thì cái chỗ sống đó là sống trong lời của Chúa về Chúa Giêsu. Cho nên khi chúng ta tới với sách Cựu Ước thì chúng ta biết rằng cả Cựu Ước nói trước về Chúa Giêsu, predict Jesus is predicted in the Old Testament. Rồi tới sách Phúc Âm thì Chúa được giải bày, Jesus is presented in the Gospel. Chúa được giải bày về ở trong các sách Phúc Âm. Rồi trong sách Công vụ các sứ đồ thì Chúa Giêsu được rao truyền, sứ điệp của Chúa Giêsu được rao truyền, proclaimed in the Book of Acts. Trong các thư tín thì Đức Chúa Giêsu được giải thích, lời Chúa giải thích về Chúa Giêsu, và ở trong sách Khải Huyền thì Đức Giêsu được vinh hiển. Cho nên tất cả Kinh Thánh là về Chúa Giêsu, và chúng ta học để mà sống động trong Chúa Giêsu thì chúng ta phải nối kết với cái chủ đích này. Thật sự bây giờ mình có gây dựng hội thánh cách nào hay là đáp ứng với nhau như thế nào mà không có cái nguyên tắc này trong đời sống thì chả có gì xảy ra hết. Cũng sẽ lên xuống, cũng sẽ vui mừng tạm thời rồi buồn bực. Nghĩa là mình đi theo đời sống ở trong cái cộng đồng hội thánh mà sẽ không có cái sự sống của Chúa cho tới lúc chúng ta gặp Chúa Giêsu trong lời Kinh Thánh. Thành thử sáng hôm nay trong cái chỗ mà chúng ta đến mong đợi có một điều kinh nghiệm nào với Chúa sống lại, thì đây là điều mà Kinh Thánh trả lời, là phải gặp Chúa qua lời Kinh Thánh, gặp Chúa trong sự ban cho. Cho nên chúng ta thấy là khi mà Chúa gặp hai môn đồ này, họ đang ngã lòng sắp sửa rớt xuống hố, thì Chúa không có tới vỗ về để mà an ủi họ, nói thì cũng hiểu biết, cũng hiểu thông cảm. Chúa la cho họ, Chúa mắng họ. Chúa nói vừa ngu vừa chậm, đã dại dột mà còn chậm tin, thì bây giờ phải thay đổi, thì bây giờ phải học trở lại, phải hiểu biết cái nguyên tắc sống với Chúa và cái nguyên tắc đối diện với Chúa. Thành thử chúng ta cần nghe và cần bước vào trong điều đó. Thì bây giờ cái dấu hiệu nào là mình được là mình đang sống động với lại cái nguyên tắc mới này? Phần số 3, lòng được phục sinh loan báo về Chúa Giêsu phục sinh, bằng chứng của sự biến đổi. Khi câu 28, khi hai người đi đến gần làng mình định đi thì Đức Giêsu dường như muốn đi xa hơn nữa. Ở đây thêm một cái dấu hiệu nữa là họ nói chuyện gần xong rồi, Chúa giải thích lời Kinh Thánh thì họ cũng biết được rồi. Bây giờ Chúa làm như là xong rồi, đủ rồi phải không? Bây giờ thì mình chia tay. Thì Chúa lại muốn cho họ một cái cơ hội nữa, là họ phải muốn học thêm. Mà họ muốn học thêm thì họ phải hỏi, họ phải tìm. Còn không thì Chúa để họ chỉ biết cái phần đó rồi Chúa sẽ đi. Thành ra ở đây Chúa làm như là Chúa muốn đi thêm, tức nghĩa là Chúa biết là họ tới nơi rồi, họ sẽ chia tay. Thì Chúa làm như là như vậy đủ rồi, nói chuyện đó, hiểu cái nguyên tắc chính rồi. Nhưng mà Chúa cho họ cái cơ hội để họ có thể hiểu biết, cầu xin.
họ ép Ngài dừng lại và thưa rằng xin ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều vào tối. Tức là nói bây giờ Chúa đi nữa anh chi, trời tối rồi, đi bây giờ đi đâu? Thì Chúa ở lại đây để mình cùng nói chuyện thêm, bàn chuyện thêm, học hỏi thêm với những gì Chúa đang dạy. Nghĩa là họ đang cầu mong Chúa ban thêm những gì mà Chúa đang ban cho, sự hiểu biết lời của Chúa, cái sự giải thích lời của Chúa và cái sự nối kết với Chúa qua lời Kinh Thánh. Thành thử một lần nữa chúng ta sẽ có những cái cơ hội để mà Chúa dạy cho, và Chúa sẽ hỏi đủ chưa, có muốn học thêm không, có muốn hiểu biết thêm không. Mình nói nãy giờ hơi lâu, Chúa đi nãy giờ nói chuyện mà Chúa giải thích từ Môi-se tới các đấng tiên tri nó dài nhằng, hiểu thôi đủ rồi, mai mốt rồi nói chuyện tiếp thì sẽ mai mốt thôi, sẽ Chúa sẽ đi tiếp và mình sẽ ở lại, mình sẽ đứng trong cái chỗ giới hạn của mình cho tới khi mình ép Chúa, mình ép Ngài dừng lại mà thưa rằng xin ở với chúng tôi. Có lúc nào mình ép nói là Chúa cho con học thêm, cho con nghe giảng thêm bài con tiếng mấy chưa đủ để chiều đi học thêm, tối học thêm, có cơ hội để hiểu biết thêm lời Chúa. Mình cười trong phần này, nhưng mà mình rõ ràng là nếu mình không sống trong cái nguyên tắc mà Chúa dành cho mình bày tỏ ở đây thì mình sẽ như các môn đồ đó, cũng theo Chúa, cũng gần gũi với lãnh đạo, cũng hầu việc Chúa. 11 sứ đồ ngồi đâu mình có đó thông tin cho các sứ đồ thì mình cũng biết, mình cũng dự phần, mình có trong hội thánh mình năng nổ hết, nhưng mà mình chỉ biết Chúa là đấng tiên tri, mình chỉ biết Chúa trong cái kinh nghiệm của mình, mình không có cái sự thay đổi mà chỉ đến từ lời Chúa. Và cái sự đến từ lời Chúa nó bày tỏ rằng là mình mong muốn thêm trong cái sự ban cho này. Thì nó dễ đo lường chứ không phải khó khăn. Và cái đo lường đó nó rõ ràng chứ không phải là thiếu sót. Cho nên chúng ta hỏi rằng cái phần mà Chúa dành cho mình có đong đầy để mà được dư dật trong Chúa hay không. Nhưng mà thêm nữa thì sau khi mà họ ép Chúa ở lại, vậy Ngài ở vào, Ngài vào ở lại cùng họ. Đương khi Ngài ngồi ăn cùng hai người thì lấy bánh chúc tạ đoạn bẻ ra cho họ, mắt họ bèn mở ra mà nhìn biết Ngài, xong Ngài thoạt biến đi không thấy. Hai người cùng nói cùng nhau rằng khi nãy đi đường Ngài nói cùng chúng ta và lại các nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao. Thì Chúa vào và trong bữa ăn thì ngồi thông công với nhau ăn, thì Chúa bẻ bánh ra rằng chúc tạ rồi bẻ ra cho họ. Thì Chúa vào trong nhà của họ, nhưng mà Chúa làm gì? Chúa làm chủ. Cái người nấu ăn, cái người đem thức ăn ra là người trong nhà chứ. Ông khách nào vô lấy trong bếp rồi lấy bánh ra rồi biểu ngồi xuống rồi làm như chủ nhà. Và rõ ràng thì Chúa nay trong cái sự nối kết này, Chúa là đang ban cho. Và họ nhận biết cái chỗ đứng đó, cho nên bây giờ là cái lúc mà mắt họ bèn mở ra. Chúa mở mắt cho họ, Đức Thánh Linh mở mắt cho họ. Đây là cái lúc nhận biết cái kinh nghiệm với Chúa và cái chỗ mà được dư dật ở trong cái sự sống động ở trong Chúa. Tức là họ được kinh nghiệm với Chúa trong cái chỗ Chúa làm chủ, Chúa ban cho, Chúa dạy dỗ, và mắt họ được bèn mở ra. Sau khi đã học cái nguyên tắc này, sau khi đã kinh nghiệm cái nguyên tắc này, đó là gặp Chúa trong lời của Chúa, thì bây giờ họ được nhận biết Chúa một cách rõ ràng trong kinh nghiệm. Kinh nghiệm đi sau lẽ thật, kinh nghiệm không là căn bản của lẽ thật. Chúng ta sẽ có kinh nghiệm với Chúa, chúng ta sẽ có cái sự nhận biết Chúa cách hướng dẫn cá nhân. Chúa đi với mỗi người chúng ta trong cái hoàn cảnh riêng của mình. Để chúng ta sẽ được mở mắt thấy Chúa, gặp gỡ Chúa, kinh nghiệm Chúa. Nhưng mà nó phải trên căn bản của lời Kinh Thánh, trên sự dạy dỗ của lẽ thật, không thể trên kinh nghiệm riêng, không thể trên mong ước riêng, không thể trên cái phương cách riêng. Chúng ta phải gặp Chúa trong lời Chúa, và chỉ trong lời Chúa chúng ta mới có thể kinh nghiệm sự sống của Ngài. Anh chị em nghe kỹ những điều này, tại vì nếu mà chúng ta không nghe để mà sống như thế đó thì chúng ta sẽ như môn đồ Emmaus cuối cùng của cuộc đời theo Chúa. Chúng ta sẽ nói bây giờ đi về, theo Chúa mất công, theo Chúa uổng, cuối cùng thì cũng là số không thôi, cho nên tôi đi về.
theo Chúa mấy chục năm đó, thì cũng lên xuống như vậy, cho tới khi chúng ta thấy Chúa trong lời của Ngài và yêu mến Chúa, thờ phượng Chúa trong sự ban cho của lẽ thật. Nhưng mà chúng ta để ý cái kết luận hai người nói cùng nhau rằng khi nãy đi đường Ngài nói chúng Ngài nói cùng chúng ta và các nghĩa kinh thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Đây là một cái kết luận rất là rõ ràng. Khi nãy đi đường chúng ta nói chuyện với Chúa, rồi Chúa mở mắt chúng ta gặp Chúa, chúng ta thấy Chúa sống lại, chúng ta kinh nghiệm Chúa sống lại, thì không nói điều đó. Không nói tôi đã gặp Chúa sống lại, chính Chúa đã hiện ra cho chúng tôi. Nhưng mà cái điểm mà họ nói là Chúa giải thích lời Kinh Thánh. Chúng tôi gặp Chúa qua lời Kinh Thánh, Chúa giải thích lời Kinh Thánh. Và lòng chúng tôi nóng nảy là vì Chúa, hiểu Chúa qua lời Kinh Thánh và được gặp gỡ Chúa trong lẽ thật của lời Kinh Thánh. Thành thử cái sự nóng nảy thay đổi trong đời sống của chúng ta, trong sự hầu việc Chúa, trong đời sống theo Chúa, trong gia đình, tất cả mọi điều, nó nằm ở cái chỗ này. Là chúng ta có cái căn bản để sống với Chúa Giê-xu, có một cái căn bản để nối kết với sự sống phục sinh mà Chúa muốn ban cho. Và cái sự thay đổi của sự sống lại, quyền năng mà Chúa mà chính Chúa được Đức Chúa Cha ban cho để sống lại, bày tỏ trong quyền năng lớn đó, thì quyền năng đó cũng là quyền năng làm việc trong chúng ta qua lời Kinh Thánh. Lời cái sự sống lại của Chúa Giê-xu được ban cho trong quyền năng của Đức Thánh Linh, thì chính Đức Thánh Linh là đấng dùng lời Chúa để ban quyền năng sống của Chúa đụng tới cuộc đời của tất cả những người thuộc về Chúa, để chúng ta cũng có thể nói rằng khi nãy đi đường Ngài giải thích lời Kinh Thánh về chính Ngài cho chúng ta, lòng chúng ta há chẳng không thay đổi bây giờ nóng nảy trong Chúa. Thì bây giờ nóng nảy thì làm gì? Thôi để ngủ, mai chuyện gì tới thì tính. Nội giờ đó họ liền đứng dậy, trở về thành Jerusalem, gặp 11 sứ đồ khác cùng môn đồ khác. Họ trở về cái nhóm của mình, họ trở về cái nhóm mà không tin, họ trở về cái nhóm mà từ khước những dữ kiện mà được ban cho. Tức là họ có một cái sứ điệp, có một cái mission, có một cái chỗ được sai phái. Bây giờ lời Chúa sống động trong tấm lòng và họ có khả năng và có quyền năng để đem lại sự giúp đỡ cho những người chung quanh, cho hội thánh Chúa. Ngay cả 11 sứ đồ, hai người này sẽ trở lại và thưa với, nói với lại 11 sứ đồ là chúng ta phải gặp Chúa trong lời của Chúa, chúng ta phải gặp Chúa sống lại. Và đó là điều họ nói với Chúa thật đã sống lại và hiện ra với Simon. Cái câu hiện ra với Simon đó là cả một bài giảng mới, bài giảng khác mà chúng ta cần phải học. Nhưng mà ở đây thì nội giờ đó họ liền đứng dậy. Họ đứng dậy, lòng họ nóng cháy. Họ đứng dậy trong quyền năng của đức tin trong lời của Chúa. Họ đứng dậy trong sự hiểu biết của con đường theo Chúa. Và họ có sứ điệp để mà rao truyền. Thưa anh em, nếu chúng ta không hiểu điều này thì chúng ta sẽ rao truyền sứ điệp của kinh nghiệm. Đi tới nhà thờ vui lắm. Có dịp Tết sẽ tới sinh hoạt chung. Lát nữa ra picnic sẽ gặp gỡ. Thì có những cái cơ hội để mình rủ người ta. Nhưng mà mình sẽ rủ trên cái kinh nghiệm, cho tới khi mình nói rằng Chúa đã giải thích Kinh Thánh, các nghĩa Kinh Thánh và lòng chúng ta nóng nảy, thì chúng ta mới có thể chia sẻ lẽ đạo về Chúa, đem cái sự sống của Chúa nối kết với những người cần Chúa. Và ngay cả trong hội thánh Chúa, lãnh đạo của trong hội thánh, chúng ta cũng có thể đem lời của Chúa và cái sự hiểu biết này để mà gây dựng hội thánh Chúa. Rồi hai người thuật lại sự đã xảy đến khi đi đường và nhìn biết Ngài lúc bẻ bánh ra là thế nào. Cái lúc mà họ nhìn biết Chúa là họ đã có cái kinh nghiệm và có cái căn bản của lời Kinh Thánh để có thể đứng vào trong sự sống mà Chúa muốn ban cho. Thế nên sáng hôm nay chúng ta đến ngôi mộ của Chúa, ca ngợi sự sống lại của Chúa. Thì Chúa nói bây giờ bước đi trong sự sống với Chúa, thì bước đi trên con đường và đem tới cái sự phục sinh cho tấm lòng. Chúa muốn gặp gỡ chúng ta trong sự biến đổi tấm lòng. Và sự biến đổi đó trên lời Kinh Thánh, toàn vẹn của quyền năng Đức Thánh Linh làm việc của sự sống lại cho chúng ta. Và chúng ta có hai hướng đi: về Emmaus hay là trở lại Jerusalem. Về Emmaus để thôi, mọi chuyện xong rồi, tôi về lại, về hưu, về lại con đường cũ, sống lại cái lối cũ.
không có gì trong cậy mới, không có gì thay đổi mới, rồi đâu cũng sẽ vào đó, rồi cuộc đời cũng sẽ đi vào trong bóng tối. Hay là tôi, lòng ta nóng cháy, phải đứng dậy, phải trở về Jerusalem, phải gặp lại hội thánh, phải truyền rao sứ điệp Chúa thật đã sống lại, và Chúa đụng tới tấm lòng và đời sống của mỗi chúng ta là những người đứng trong lời Chúa. Lạy Chúa, cho chúng con đứng trong lời của Ngài, cho chúng con gặp gỡ Chúa phục sinh trong sự sống của lời Chúa, để chúng con có sự thay đổi căn bản để bước đi trong quyền năng của Chúa, với mục đích của Chúa, cho sự vinh hiển của Ngài và sự thay đổi của đời sống chúng con, sự thỏa nguyện, sự vui mừng, sự phước hạnh mà Chúa ban cho trong lời Ngài và trong kinh nghiệm sống với Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Christ.